Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 466 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, nếu coi dãy núi giữa hai châu là biên giới, vậy thì Vương Lâm vẫn chưa rời khỏi được Lục Ma Châu. Một cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt này điên cuồng mà kéo tới, và cuối cùng hình thành một bóng ma khổng lồ bao phủ cả thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Như vậy thì ngươi vẫn còn đang ở trong Lục Ma Châu. Thần sắc tông chủ Đạo Ma Tông bình tĩnh mà nói. Đây là câu nói thứ hai kể từ sau khi hắn tới đây. Đồng thời hắn tùy ý bước về phía trước một bước, trong phút chốc đã xuất hiện cách Vương Lâm không tới 100 trượng. Vương Lâm cắn răng lao đi. Hắn biết bản thân hôm nay sợ rằng rất khó có thể chạy khỏi Lục Ma Châu rồi. Nhưng mà nếu muốn hắn bó tay chịu trói thì đúng là chuyện không thể. Không phải sợ, Bổn Tông sẽ không giết người. Người đối với cả Bổn Tông còn có tác dụng rất là lớn. Ánh mắt của tông chủ Đạo Ma Tông lộ ra ánh sáng kỳ dị, có vẻ vô cùng miệt thị, giống như nhìn một con kiến hôi. Trong tay giơ lên hướng về phía Vương Lâm rồi bỗng nhiên phung tay áo. Tu vi của hắn rất là cao, mà vào giờ phút này hồn khải của Vương Lâm đã tiêu tán, tu vi trở lại không linh hậu kỳ, lại vừa liên tục thi triển thần thông, bây giờ giống như đèn đã cạn dầu. Chênh lệch giữa hai người vào lúc này quá là lớn. Dưới một cái vung tay này, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, lập tức nhắm hai mắt lại, cảm ứng với cả phân thân ở trong hư vô mênh mông. Và trong nháy mắt khi mà tông chủ Ma Đạo Tông phất tay áo, thì thân thể Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức không nói lên lời. Trong luồng khí tức này, hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành màu vàng, xoay phát người lại hướng về phía sau bắt quyết rồi vỗ một cái. Thiên địa ầm vang, thân thể Vương Lâm chấn động mạnh, máu tươi phun ra, đồng thời thì thân thể bị quấn về phía dãy núi xa xa. Đối phương quá là mạnh mẽ, Vương Lâm mặc dù mượn lực lượng của phân thân nhưng so với người này vẫn còn kém xa. Một kích vừa rồi đã khiến choán lập tức trọng thương, giờ phút này ý thức đã có dấu hiệu hôn mê, bị Vương Lâm hung hăng cắn lưỡi khiến bản thân mạnh mẽ tỉnh táo trở lại. Tông chủ Đạo Ma Tông thì cũng kêu khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra u quang quỷ dị, nhìn Vương Lâm đang bay về phía xa, khẽ lắc đầu. Không hổ là người được chỉ định, tới bước này rồi mà vẫn còn có thể chống cự được một chiêu của ta. Được thôi, đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết uy lực của tuyệt học thủ ấn của Đạo Ma Tông ta. Ngươi không phải cũng biết sao? Nam tử trung niên này vung tay phải hướng về phía bầu trời rồi vỗ một cái. Chỉ thấy trên bầu trời giống như sụp đổ, bất ngờ xuất hiện những sợi sóng như là vảy cá. Trong phút chốc thì lão giả mặc đạo bào màu trắng như là tiên nhân vừa nãy lại xuất hiện. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt bao quát cả chúng sinh. Trong tích tắc khi mà rơi vào người Vương Lâm đang lao đi kia, thân thể liền tỏa ra tiếng gào thét kinh thiên rồi lao thẳng về phía Vương Lâm. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trong lúc lao đi, bất ngờ hóa thành một trường ấn màu trắng khổng lồ. Trường ấn nọ cũng không phải chỉ có 5 ngón mà là 7 ngón. Ngay sau đó ở một hướng khác của lão già vừa biến thành trường ấn kia, tên thanh niên giống như là ma quỷ mặc hắc bào từ trong hư vô bước ra, hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên hóa thành một trường ấn khổng lồ màu đen. Ma khí tung hoành, trường ấn này cũng hướng về phía Vương Lâm ầm ầm mà chụp tới. Từ xa nhìn lại, cả thiên địa bây giờ giống như một bức tranh với hai màu đen trắng. Hai trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống Vương Lâm, tốc độ cực nhanh. Hai trường ấn này ở vị trí phía trên Vương Lâm chừng khoảng mấy ngàn trượng,
rồi bất ngờ dung hợp, hóa thành một tiên ma ẩn lóe lên ánh sáng đen trắng. Ấn này vừa mới xuất hiện liền khiến cho thiên không đại địa ngày đêm điên đảo, tất cả đều hóa thành vùng mông lung mơ hồ. Trong vùng mơ hồ này, Vô Lâm không tiếp tục bỏ chạy mà đứng ở đó nhìn lên tiên ma ấn khổng lồ đang hạ xuống từ trên bầu trời, cả người trầm mặc. Thần sắc hắn không có vẻ tuyệt vọng, không có vẻ bi ai, mà chỉ có bình tĩnh và một tia tiếc nuối. Kiếp nạn này Vương Lâm hiểu rõ rằng bản thân không thể tránh được. Hắn tiếc nuối chính là mình còn chưa làm cho Uyển Nhi sống lại. Hắn tiếc nuối rằng vẫn còn chưa tìm được huynh đệ bằng hữu của hắn ở trên Tiên Cương đại lục này. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm nhắm hai mắt. Trong nháy mắt khi mà nhắm mắt, hắn từ bỏ dãy rùa, kêu gọi thiên nghịch đã lâu không sử dụng ở trong linh hồn. Thiên nghịch châu. Lúc này trưởng ấn gào thét mà đánh tới, ầm ầm mà đến, trong nháy mắt đã sáng xuống thân thể của Vương Lâm. Trong tích tắc này, tông chủ đạo ma tông đột nhiên thầm giật mình. Một cảm giác sợ hãi không nói lên lời chợt hiện lên. Hắn không cần nghĩ ngợi nữa, lập tức vung tay lên bầu trời. Sóng âm vang lên ập trời, cuồng phong thì gào thét quấn động bát phương. Trường ấn nọ bao phủ thân hình Vương Lâm, nhưng không đánh chết. Mà khi tông chủ ma đạo tông vung tay lên, thì liền nắm lấy thân thể của hắn, rồi túm chặt trong lòng bàn tay. Xong hết mọi việc, thân thể tông chủ ma đạo tông bỗng nhiên bay lên. Sau khi dung hợp với cả trường ấn liền bay thẳng vào sâu trong lục ba châu. Phía sau hắn là đám tu sĩ ma đạo tông hóa thành cầu vồng bay theo. Cho tới khi mà toàn bộ mọi người đi rồi, dãy núi mới chậm rãi lùi lại phía sau, trở lại vị trí ban đầu như là không hề di chuyển. Trên mạnh thổ châu kỳ lạ ở chỗ lại không hề có thần niệm lan ra, giống như đã biết trước và đã có hiệp nghị sẵn. Lúc này cầu vồng kinh thiên cắt ngang bầu trời, thần sắc tông chủ ma đạo tông bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại thầm suy nghĩ đến sự kinh hãi trong nháy mắt vừa rồi. Hắn thậm chí có cảm giác nếu như trong một khắc vừa rồi mà mình giết chết Vương Lâm này thì nhất định sẽ bị đại họa giáng xuống. Cảm giác này cực kỳ là hiếm gặp ở hắn, nên hắn không thể nào quên được. Người này là người được chỉ định. Hắn phải có chút thủ đoạn. Hắn rất giàu hoạt. Nếu dựa theo kế hoạch mà giết hắn, vốn không phải trả giá đắt như vậy. Trầm ngâm, thân ảnh tông chủ đạo ma tông càng lúc càng nhanh lao thẳng tới trung tâm của Lục Ma Châu. Nơi này chính là Lục Ma Hạt Miếu. Trấn áp người này dưới Lục Ma Hạt Miếu, lấy thân thể quán nuôi dưỡng Lục Ma thần hồn, khiến cho Lục Ma sống lại. Vào mấy tháng sau, tại trung tâm của Lục Ma Châu, trong một vùng ao đầm lầy màu lục ở trên mặt đất, bên trong có rất nhiều bọt khí bốc lên, tỏa ra mùi hôi thối. Nơi này bị một vùng sương mù màu xanh biếc bao phủ. Sương mù này chính là từ những bọt khí vỡ ra, lan ra, qua bao ngày đêm năm tháng mà ngưng tụ thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Tòa kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm ở trên đầm lầy trông vô cùng sống động. Một luồng ma khí ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không thì nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng. Đạo Ma Tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn Đạo Ma Tông. Chỉ có tông chủ Bát Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài Lục Ma Hạt Miếu. Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng. Giờ phút này ở bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này, thân ảnh tông chủ ma đạo tông hiện hóa ra. Trong nháy mắt khi mà thân thể hắn xuất hiện, từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt. Trong vẻ yên tĩnh này, vài tiếng ho khan tuy rất là yếu nhưng lại vang lên cực kỳ là rõ ràng. Theo tiếng ho khan ngày càng tới gần, chỉ thấy ở miệng con bọ cạp có ba thân ảnh đi ra. Trong ba thân ảnh này có hai người phía sau mặc đạo bào màu xanh biếc, bên trên có vẽ một con bọ cạp dữ tợn. Hai người bọn họ thoạt nhìn như là trung niên,
nhưng lại có một luồng tu vi không kiếp trung kỳ lan ra, thần sắc lạnh như băng, giống như không có chút tâm tình nào. Hai người bọn họ lúc này giống như hộ vệ, bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất ở phía trước. Thân ảnh này thì giống như là cực kỳ già nua. Giờ phút này thân thể còng xuống, vừa đi vừa ho. Đã mang người trở về chưa? Thân ảnh già nua đó ho khan, dừng bước rồi cất giọng khàn khàn mà nói. Tông chủ Ma Đạo Đông, đối với cả lão già ẩn thân trong lục bào này thì cực kỳ là khách khí. Giờ phút này thì ôm quyền rồi gật đầu mà nói. Đã mang đến, xin mời tế tự tới xem. Vừa nói tay phải hắn vừa vung lên, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh bị hắc bạch nhị khí bao phủ. Thân ảnh nọ chính là Vương Lâm, hai mắt đang nhắm nghiền, khoanh chân không nhúc nhích. Tốt lắm, hắn rất thích hợp dùng để trấn áp khí vận của Lục Ma Châu ta, khiến cho Lục Ma đại nhân hài lòng. Lão già nọ ngẩng đầu, dung nhan không thể nhìn rõ, nhưng lại thấy ở bên trong lục bào hai mắt mang theo vẻ yêu dị. Sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái liền lộ ra vẻ hài lòng. Để bắt hắn thì Ma Đạo Tông ta đã phải trả cái giá rất là đắt. Tông chủ Ma Đạo Tông vội vàng nói. Đợi đến khi mà Lục Ma đại nhân sống lại được thì tặng phẩm cho người tuyệt sẽ không ít đâu. Nhưng trấn áp người này còn cần Ma Đạo Tông của ngươi trợ giúp. Ngươi biết nên làm thế nào để mà hắn mất thần trí, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn rồi chứ? Giọng nói của lão già khàn khàn lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn Vương Lâm. Ta hiểu, tâm trí của kẻ này cực kỳ kiên định. Muốn làm biến mất ký ức, thậm chí phá hủy tâm thần của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tông chủ Ma Đạo Tông mỉm cười, không lập tức mà động thủ. Lục Ma Châu tương lai chỉ có một tông là Ma Đạo Tông mà thôi. Lão già toàn thân bao phủ trong lục bào ho khan kịch liệt hơn nữa, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói như vậy. Tốt lắm, tế tự đã nói như vậy thì bổn tông tất nhiên sẽ toàn lực lấy ma đạo mà gieo ma biến, khiến cho bản thân hắn tự phá hủy đi tâm thần của mình. Tông chủ Ma Đạo Tông cười lên ha hà, không hề do dự nữa. Đầu ngón tay phải điểm xuyên qua quần sáng ở trên mi tâm Vương Lâm, sau đó túm lấy thân hình Vương Lâm ở trong một quầng sáng đen trắng, rồi hướng về phía kiến trúc hình con bọ cạp lớn bỗng nhiên ném tới. Tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Chỉ thấy Vương Lâm đang nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt khi mà bị ném về phía con bọ cạp khổng lồ, trên lưng hắn lập tức xuất hiện một dòng xoáy lớn hút thân thể hắn vào bên trong. Bản nguyên trong cơ thể hắn có rất là nhiều, có 8 đạo. Trong đó có một đạo đã ngưng tụ bản nguyên chân thân. Trong 8 đạo bản nguyên thì còn có một đạo tương thông với ta, đó chính là lôi bản nguyên. Ta sẽ lợi dụng lôi bản nguyên để làm cầu nối, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn. Tông chủ Ma Đạo Tông nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm hai mắt không hề nhúc nhích nữa. Lão già mặc lục bào ở miệng con bọ cạp quay người, vừa chậm rãi đi vào miệng con bọ cạp, tiếng ho khan dần dần đi xa. Hai lục ma sứ già như là hộ vệ ở phía sau vẫn không nói một lời, theo sau lão rồi tiến vào trong cơ thể con bọ cạp, không còn nhìn thấy nữa. Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục. Mỗi một đạo ánh sáng màu lục này, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục. Chúng ngưng tụ trong không gian này, không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn. Thân thể Vương Lâm ngồi ở trong không gian màu lục này không hề nhúc nhích, nhưng mà trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục bao trùm hơn phân nửa thân thể của hắn. Thân thể hắn tuy bất động, nhưng mắt phải của hắn lại mơ hồ có một tia chớp lóe lên. Mà vào giờ phút này trong cơ thể hắn có một luồng bản nguyên lực đang điên cuồng chạy khắp toàn cơ thể của hắn, đó chính là lôi bản nguyên của Vương Lâm. Luồng lôi bản nguyên này vào giờ phút này vừa chuyển động, khiến thân thể Vương Lâm chậm rãi phát ra tiếng loẹt 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 xoẹt, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp tràn ngập mở toàn thân của hắn. Giờ phút này Vương Lâm đã lâm vào hôn mê, tâm thần hắn, thậm chí là linh hồn của hắn cũng lặng tĩnh lặng lại, không hề vận chuyển.
chẳng qua người ngoài không thể nhìn thấy. Thậm chí ngay cả tế tự và tông chủ ma đạo tông kia cũng đều không thể thấy. Trong linh hồn Vương Lâm đang có một hạt châu chậm chậm mà xoay chuyển. Mỗi một lần nó chuyển động một vòng, linh hồn và tâm thần Vương Lâm cũng như là những thứ hư vô trong đó đều run rẩy một chút, được một vùng ánh sáng nhu hòa bảo vệ. Dường như vào lúc này thân thể hắn chia làm hai bộ phận. Trong trạng thái quỷ dị này, lôi bản nguyên trong thân thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ này rất là nhanh, vượt qua tất cả loại bản nguyên còn lại. Tuy còn kém hơn hỏa bổn nguyên đã ngưng tụ ra hỏa bổn nguyên chân thân, nhưng khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng gần. Dường như vào giờ phút này trong thân thể Vương Lâm xuất hiện một thông đạo vô hình. Thông đạo này trực tiếp nối với cả tông chủ ma đạo tông đang ngồi khoanh chân phía ngoài. Giao hòa với cả lôi bản nguyên đã đại thành nhưng chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân của hắn. Từ từ theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm càng thêm cường đại. Tiếng ầm vang nổi lên không ngừng trong cơ thể của hắn. Nhờ điên cuồng hấp thu từ thông đạo, cơ thể hắn có ý chí của lôi bản nguyên từ trong thân thể của tông chủ ma đạo tông. Thời gian mấy tháng này, tông chủ ma đạo tông ở phía ngoài kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ dần dần nhíu mày lại. Hắn không thể ngờ được lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm đã hấp thu bản nguyên đồng dạng nhiều như vậy mà vẫn còn chưa ngưng tụ ra ý chí. Và theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần thời gian một tháng là lôi bản nguyên của mình sẽ hoàn toàn thay thế mà lôi bổn nguyên của đối phương. Bởi vì trong lôi bổn nguyên ẩn chứa ý chí của mình, cho nên có thể dùng phương pháp này từ trong cơ thể Vương Lâm mà triển khai xóa bỏ ký ức. Như thế thì có thể thực hiện hoàn mỹ yêu cầu của tế tự, không ảnh hưởng gì mà vẫn làm cho Vương Lâm mất đi thần trí và ký ức cùng những cái khác. Nếu không phải có tế tự yêu cầu thì tông chủ ma đạo tông sẽ có vô số phương pháp có thể làm cho Vương Lâm trong nháy mắt mất đi tâm thần. Chẳng qua những phương pháp đó thì quá sức là mạnh mẽ, sẽ tạo thành tổn thương. Và tổn thương này dù cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đều ảnh hưởng tới việc làm lục ma sống lại. Tế tự, ta muốn nhờ ngươi trợ giúp. Nếu không thì yêu cầu của ngươi rất khó có thể thực hiện được. Tông chủ ma đạo tông đang ngồi khoanh chân, vào tháng thứ tư không nhịn được mà mở miệng nói. Hắn hơi bất đắc dĩ mà phát hiện ra rằng lôi bản nguyên của bản thân hắn giờ phút này hầu như đã dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm nọ, nhưng mà vẫn không khiến lôi bản nguyên của Vương Lâm ngưng tụ ra ý chí đầy đủ của bản thân. Loại chuyện này quả thật rất quỷ dị, giống như là trong cơ thể Vương Lâm có một dòng xoáy hấp thu ý chí của hắn vậy. Sự thật thì cũng đúng như là tông chủ ma đạo tông đã đoán. Trong thân thể của Vương Lâm, hạt châu thiên nghịch mỗi lần xoay tròn, đồng thời bảo vệ linh hồn của Vương Lâm, còn hấp thu một chút những ý chí không thuộc về Vương Lâm nữa. Ta ở đây. Một giọng nói già nua từ bên trong con bọ cạp truyền ra. Không đợi hết câu, lập tức tiếng ho khan nổi lên kịch liệt. Hồi lâu sau mới có câu tiếp theo vang lên. Ta ở đây có hai khối lôi đế châu, vốn là muốn chuẩn bị sau khi mà đại nhân sống lại thì sẽ thi triển ra cho đại nhân hấp thu. Nhưng mà thôi, giờ cho ngươi một viên vậy. Lời nói khi vừa dứt thì chỉ thấy ở thiên địa ầm vang, một tia chớp màu xám bất ngờ lóe lên từ trong thân thể con bọ cạp mà lao thẳng tới tông chủ ma đạo tông. Trong tích tắc khi mà tới gần, nó liền hóa thành một hạt châu nhỏ bằng nắm tay. Bên trong đó tồn tại vô số tia chớp, mơ hồ có thể thấy được trong tia chớp có một hư ảnh chiến xa. Trên đó còn đứng một người thoạt nhìn giống như đế vương của lôi đình. Với kiến thức của tông chủ ma đạo tông, sau khi mà nhìn thấy hạt châu này, trông chống ngực cũng đập thình thịch, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, giống như đang tranh đấu, cố gắng đè nén ý niệm trong đầu xuống. Vật này thì vốn là dùng để hiến tế cho lục ma hạt khi mà sống lại, hắn không thể đụng vào. Và nếu như là hôm nay không phải vì muốn xóa bỏ trí nhớ của Vương Lâm thì sợ rằng tế tự cũng sẽ không xuất ra đâu. Tông chủ ma đạo tông giờ đây không do dự nữa, há mồm hút mạnh một cái. Lôi đế châu nọ thì bất ngờ hóa thành vô số tia chớp rồi bay thẳng vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt khi bị hắn cắn nuốt, lôi bản nguyên trong cơ thể hắn ầm ầm tăng mạnh. Nhưng mà chưa kịp lưu lại chút nào thì toàn bộ đã theo thông đạo giữa hắn và Vương Lâm điên cuồng mà tràn đi.
sâu bên trong cơ thể con bọ cạp kia, trong không gian màu lục, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Lôi bản nguyên ở trong cơ thể hắn trong tích tắc này ầm ầm tăng mạnh, không ngờ xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ lôi đỉnh chân thân. Lại nói thì lôi đỉnh bổn nguyên trong thân thể Vương Lâm mấy ngày nay liên tục hấp thu, lúc này đã rất là khổng lồ. Nhưng bởi vì có thiên nghịch châu tồn tại, khiến cho ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông Thủy Chung vẫn không thể nào ngưng tụ trong cơ thể Vương Lâm được, không thể đạt được tới mức khiến Vương Lâm mất đi thần trí. Nhưng giờ phút này sau khi mà tông chủ Ma Đạo Tông nuốt lôi đế châu, lôi đỉnh bản nguyên ở trong thân thể tăng mạnh, theo thông đạo vô hình kia điên cuồng mà hấp thu tiến vào trong thân thể Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động kịch liệt, mái tóc không gió mà tung bay. Bên ngoài tỏa ra vô số tia chớp vờn quanh toàn thân hắn, đồng thời tỏa ra lôi uy vô thượng. Luồng lôi uy này kinh thiên động địa, dù là Vương Lâm ở trong không gian màu lục này cũng khiến cho cả không gian này chấn động. Vô số lục quang lóng lánh phát ra, hóa thành rất nhiều bọ cạp màu lục tràn ngập bốn phía Vương Lâm, không ngừng gầm thét vô thanh. Chẳng qua luồng lôi bản nguyên khổng lồ này sau khi mà tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, trong nháy mắt khi mà muốn ngưng tụ ra ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông, thì lập tức thiên nghịch châu bỗng nhiên chuyển động, giống như tơ kéo, không ngừng hấp thu ý chí đó, giống như là một cái hồ đầy nước. Trong tích tắc khi mà tràn bờ đột nhiên lại mất đi một chút, sau đó khi đạt tới trạng thái thăng bằng liền từ từ giảm bớt đi. Tại sao có thể như vậy? Ở bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp, tông chủ Ma Đạo Tông đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Hắn không nhìn thấy thiên nghịch châu trong thân thể Vương Lâm. Trong cảm nhận của hắn, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường. Hắn không sao hiểu được ý chí của mình rốt cuộc đã biến đi đâu. Không chỉ có hắn cảm thấy không hợp lý, mà giờ phút này lão già tế tự trong con bọ cạp cũng nhíu mày lại, hơi trầm ngâm. Trong tiếng ho khan liền vung tay áo lên. Lập tức một kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ có một tia chớp gào thét mà lao ra, hóa thành lôi đế châu giống hệt như vừa rồi, rồi bay tới tông chủ Ma Đạo Tông. Đây là viên lôi đế châu cuối cùng rồi. Vật này dù ở lôi đế châu cũng không còn tới 3 viên. Nếu ngươi còn không thành công thì tất cả hứa hẹn trước đây coi như bỏ hết. Giọng nói già nua khàn khàn truyền ra, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng ho khan. Thần sắc của tông chủ Ma Đạo Tông thì cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không ngờ chuyện này lại quỷ dị như vậy. Nhìn chằm chằm vào lôi đế châu đang lơ lửng ở trước người, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, hắn bỗng nhiên hút mạnh một cái, hạt châu nọ liền lập tức hóa thành vô số tia chớp mà lao thẳng vào trong miệng của hắn. Trong tích tắc khi mà nuốt hạt châu này, hai tay tông chủ Ma Đạo Tông bắt quyết, đồng loạt đặt lên mi tâm, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Lôi đình bản nguyên, tán hết. Theo tiếng hô này, chỉ thấy toàn bộ lôi đình bản nguyên trong thân thể tông chủ Ma Đạo Tông bị hắn không chút do dự mà phóng hết ra, theo thông đạo vô hình kia tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Bên trong ẩn chứa toàn bộ ý chí bản nguyên của hắn, lúc này hắn nhất định là phải thành công. Mà ở bên trong lôi đình bản nguyên này lại có một biển lôi đình cực kỳ mênh mông, chính là do viên lôi đế châu thứ hai biến thành, thôi động ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông điên cuồng mà lao tới. Trong khi mà lôi đình bản nguyên lực ầm ầm tràn tới, thì trong không gian màu lục trong thân thể con bọ cạp, Vô Lâm đang ngồi khoanh chân này lại run rẩy. Những tia chớp chạy quanh thân thể hắn lúc này tăng mạnh lên gấp mấy lần, khuếch tán ra ngoài trăm trượng, khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh thân thể Vương Lâm bất ngờ hóa thành một địa ngục sấm sét. Lôi đình chuyển động hóa thành ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt này, đầu Vương Lâm đã không còn chịu sự điều khiển của bản thân nữa, đột nhiên ngẩng lên. Ấn ký tia chớp trong mắt phải liên tục lóe lên 9 lần, sau đó bất ngờ từ trong mắt phải lao ra. Tia chớp đó lao ra, ở trên đỉnh đầu Vương Lâm mấy trăm trượng liền hóa thành một ký hiệu tia chớp khổng lồ. Nó vừa xuất hiện liền lập tức điên cuồng hấp thu lôi đỉnh lực ở trong phạm vi trăm trượng bốn phía. Chỉ thấy những tia chớp nhanh chóng lao tới, dung hợp với ký hiệu này. Bên ngoài tia chớp bất ngờ xuất hiện hình dáng một người. Đây vốn là hình dáng bản nguyên chân thân, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng cứ nhìn vào cảnh tượng này,
thì không bao lâu nữa sẽ trở thành chân thân. Trong chớp mắt, lôi đình bốn phía đã bị hấp thu sạch sẽ. Từ trong thân thể Vương Lâm đang hôn mê lại ầm ầm bộc phát ra những tia chớp lóe lên chui qua lỗ chân lông của hắn. Trong 108.000 lỗ chân lông, không phải chỉ lan ra 108.000 tia chớp, mà mỗi nơi lan ra ít nhất là 10 tia. Do đó số lượng tia chớp lúc này đã là một con số khổng lồ, ngưng tụ lại thật là kinh thiên động địa. Trong không gian màu lục này, tia chớp tràn ngập mọi ngõ ngách, hầu như đã thay thế màu lục, biến nơi này thành một không gian sấm sét. Số lượng lôi đình lực khổng lồ hoàn toàn ập tới, ký hiệu đã biến thành hình người trên đầu Vương Lâm. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, âm thanh kịch liệt tới mức ở bên ngoài kiến trúc hình con bọ cạp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tràn ngập cả phạm vi trăm dặm, khiến cho trong phạm vi này Lục Ma Châu bỗng nhiên chấn động. Hình người do ký hiệu tia chớp biến thành đang không ngừng hấp thu lôi đình lực, dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành. Chỉ thấy bên trong nó nhanh chóng xuất hiện bộ xương từ sấm sét. Mỗi một khúc xương đều do vô số tia chớp ngưng tụ dày đặc mà thành. Trong phút chốc, một bộ xương đầy đủ đã hiện ra ở trong hình người kia. Ngay sau đó, một lượng lớn tia chớp liên tục dung nhập, khiến từ bộ xương lóe lên những sợi tơ, hóa thành kinh mạch, hóa thành huyết nhục. Và cuối cùng, trong tích tắc khi mà tia chớp cuối cùng bị hấp thu, ở trên bầu trời, trên đầu Vương Lâm đang hôn mê hiện ra một Vương Lâm khác. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thân thể liên tục lóe lên tia chớp, cả người giống như là sinh ra từ lôi đình, đứng đó để cho sấm sét trong thiên địa phải run rẩy khuất phục. Lôi đình chân thân. Lôi đình chân thân Vương Lâm vẫn mơ tưởng vào giờ khắc này lại dùng phương pháp này mà sinh ra. Nhưng tới lúc này, phân thân này lại không thuộc về Vương Lâm, mà thuộc về tông chủ Ma Đạo Tông. Bởi vì bên trong lôi đình chân thân này lại ngưng tụ toàn bộ ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông. Bởi vì bên trong lôi đình chân thân này lại ngưng tụ toàn bộ ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông. Bên ngoài kiến trúc hình con bọ cạp, lúc này thần sắc tông chủ Ma Đạo Tông lộ vẻ giằng co mãnh liệt. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của lôi đình chân thân, trong nội tâm cực kỳ là rung động. Hắn đối với cả Vương Lâm lại một lần nữa suy đoán sai. Vương Lâm đối với cả cảm ngộ bản nguyên, không ngờ ngoài bản nguyên chân thân còn có tiềm lực sinh ra cả bản nguyên chân thân thứ hai. Giờ phút này tông chủ Ma Đạo Tông đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn khát vọng đạt được ở khối lôi đình chân thân này, nhưng nếu làm như vậy thì lại không thể hoàn thành được yêu cầu của tế tự. Khi mà đang phân vân, từ bên trong kiến trúc hình con bọ cạp liền truyền ra mấy tiếng ho khan truyền vào trong tâm thần tông chủ Ma Đạo Tông, khiến hai mắt hắn lập tức lộ vẻ quyết đoán. Nếu so với cả hứa hẹn ngày sau Lục Ma Hạt sống lại, thì bản nguyên chân thân này dù chân quý nhưng không phải là không thể bỏ qua. Tông chủ Ma Đạo Tông nhanh chóng giơ hai tay điểm lên mi tâm một cái. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần ngưng tụ trong bản nguyên chân thân đang lơ lửng trên đầu Vương Lâm trong không gian màu lục trong con bọ cạp. Lô đỉnh chân thân kia bỗng nhiên run lên, hai mắt nhắm nghiền, tay phải chậm rãi lơ dơ lên hướng về phía Vương Lâm ở phía dưới. Năm ngón tay nhấn xuống một cái. Dưới một cái nhấn này, thân thể Vương Lâm run mạnh, từ trong thất khiếu bất ngờ tuôn ra bảy đạo bản nguyên của hắn. Từ trong hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và cái miệng, bảy đạo bản nguyên như là một tia chớp lao ra rồi bay thẳng vào trong thất khiếu của lôi đình chân thân. Trong nháy mắt khi mà chúng chui vào, lôi đình chân thân bỗng nhiên mở hai mắt. Trong hai mắt hắn lộ ra một vẻ âm trầm, toàn thân bao phủ bởi khí tức của tông chủ Ma Đạo Tông. Thân thể nhoáng lên, lao xuống, sấm sét trong thiên địa đột nhiên nổi lên. Bên ngoài Ma Hạt Miếu, trong phạm vi hơn phân nửa Lục Ma Châu, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện sấm sét kinh thiên. Sấm sét này ầm ầm vang lên, dùng tốc độ khó tưởng tượng được, rồi bất ngờ lao về phía Ma Hạt Miếu ở trung tâm. Tốc độ sấm sét này nhanh không cách nào hình dung nổi. So với tu sĩ giống như xúc địa thành thốn vậy, dung nhập vào trong thiên địa vậy. Chỉ trong phút chốc, bốn phương tám hướng quanh Ma Hạt Miếu đã có vô số sấm sét tiến thẳng vào không gian màu lục bên trong thân thể con bọ cạp. Bất ngờ lôi đình bản nguyên chân thân trong không gian này, sau khi điên cuồng hấp thu những tia chớp bay tới, bên ngoài liền hóa thành một bộ giáp bằng sét, trên đỉnh đầu lại hình thành một mũ miện. Mũ miện này chính là vương miện của lôi đế.
Trong tích tắc khi mà phương miện này hình thành, phía sau bản nguyên chân thân có vô số tia chớp ngưng tụ lại, huyện hóa ra một chiếc chiến xa. Cho tới tích tắc này, lô đỉnh bản nguyên chân thân đã hoàn toàn ngưng tụ. Vương Lâm ngồi khoanh chân phía dưới lúc này thì thân thể run rẩy kịch liệt. Thiên Kịch Châu bên trong thân thể không ẩn giấu nữa mà vận chuyển bảo vệ nguyên thần Vương Lâm. Hắn thức tỉnh là bởi vì một tia rung động trong lòng. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm thức tỉnh, hắn mở bừng đôi mắt, nhìn lô đỉnh bản nguyên chân thân vừa ngưng tụ ra trên bầu trời. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy chân thân này, Vương Lâm sửng sốt một chút. Tất cả biến hóa đối với hắn vẫn nằm trong mê man, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn toàn hiểu ra. Sự sửng sốt này cũng bởi lần đầu tiên trong đại hồn môn, khi hắn thi triển hồn diễn đạo thì đã thấy cảnh tương lai biến ảo ra, thấy cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Cảnh tượng đó trông giống hệt những gì hắn thấy vào lúc này. Năm đó thì Vương Lâm thấy lôi đỉnh bản nguyên chân thân của mình lại muốn dùng lôi đỉnh lực trấn áp mình. Năm đó hắn không nghĩ ra lôi đỉnh bản nguyên chân thân của mình tại sao lại có thể làm được điều đó. Dù sao thì chân thân là do mình ngưng tụ ra, hoàn toàn thuộc về mình, mà là một bộ phận của thân thể tuyệt đối không thể xuất hiện cảnh tượng như là trong tương lai. Nhưng mà lúc này hình ảnh đó đã trở thành sự thực. Lúc này đây thì lô đỉnh bản nguyên chân thân giống hệt bản thân đang đứng trên bầu trời, lạnh lùng mà nhìn lại Vương Lâm. Bên ngoài thân thể tỏa ra âm thanh của sấm sét ầm ầm, vang vọng trong không gian. Lô đỉnh bản nguyên chân thân này bỗng cử động, tay phải giơ lên vỗ về phía Vương Lâm một cái. Lập tức tiếng sét ầm vang, vô số tia chớp hiện lên nhanh chóng trấn áp Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân ngồi đó, nhìn bản nguyên chân thân đang trấn áp mình. Thần sắc hắn cực kỳ âm trầm. Lúc này thức tỉnh, trong đầu liền hiện ra hình dạng của tông chủ Ma Đạo Tông. Lôi đình bản nguyên chân thân sau khi ngưng tụ cùng biến hóa đột ngột này nhất định có liên quan trực tiếp tới tông chủ Ma Đạo Tông. Thậm chí trên bản nguyên chân thân này, Vô Lâm còn cảm nhận được khí tức của tông chủ Ma Đạo Tông nữa. Bắt ta sao, nhưng mà không giết, mà chiếm cứ lôi đình của ta. Sau khi giúp ta ngưng tụ bản nguyên chân thân, nên lối lôi đình bản nguyên chân thân này trấn áp. Không phải là trấn áp, mà muốn dùng chân thân nhập thể khiến thần trí và tâm thần ta bị diệt phong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong thời gian ngắn vô vàn ý niệm xoay chuyển. Hắn năm đó sau khi mà tính ra cảnh tượng này, tuy chỉ một chút hình ảnh nhưng lại khiến hắn chấn động vô cùng. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện mà bản thân không hiểu nổi này, năm đó Vương Lâm đã nghĩ ra một biện pháp để mà đối phó. Hầu như trong nháy mắt khi mà lô đình bản nguyên chân thân trấn áp, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Nguyên thần trong cơ thể bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong hồn phách kêu gọi Thiên Nghịch Châu xuất hiện. Thiên Nghịch Châu trong linh hồn hắn bỗng nhiên chuyển động. Vừa chuyển động thì nguyên thần và trí nhớ trong linh hồn của Vương Lâm trong nháy mắt khi mà lôi đỉnh đánh tới liền co rụt lại. Dĩ bất biến ứng vạn biến, tạm thời lùi bước, lưu lại thân thể cho lôi đỉnh bản nguyên chân thân dung hợp. Đợi đến khi mà chân thân hoàn toàn dung hợp sẽ là lúc Vương Lâm phản kháng. Đây là phương pháp duy nhất Vương Lâm nghĩ ra năm đó để mà đối phó với cả lôi đỉnh bản nguyên chân thân. Trong không gian màu lục, giờ đây lôi đỉnh ầm ầm nổ vang. Vô số tia chớp từ trên thân thể lôi đỉnh bản nguyên chân thân khuếch tán ra. Và cuối cùng thì toàn thân chân thân ầm ầm tan ra, hóa thành vô số tia chớp điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong thân thể hắn dưới ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông, lôi đỉnh quét ngang khiến cho tất cả tâm thần trí nhớ của Vương Lâm đều biến mất. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng. Trong một tháng này, tia chớp bên ngoài thân thể Vương Lâm dần dần tiêu tán. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó, không hề nhúc nhích, không có chút dao động linh hồn hay tu vi, thậm chí cả một tia sinh cơ cũng hầu như là bị dập tắt, giống như đã tử vong vậy. Một luồng thần thức cường hãn gào thét bay tới, cẩn thận đào qua người Vương Lâm sau đó rời đi. Cùng với lúc đó, tông chủ Ma Đạo Tông ở bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp liền mở đôi mắt hơi bề ngoài, nhìn về phía Ma Hạt Miếu một cái liền chậm rãi nói: "Tế tự, thần trí và tâm thần quán và cả ký ức toàn bộ đã biến mất. Giờ phút này trong cơ thể trống trơn, ngươi có thể xem xét một chút. Nếu như hài lòng rồi thì bổn tông phải đi thôi." Trong nháy mắt khi mà lời nói của tông chủ Ma Đạo Tông truyền ra, bên trong không gian màu lục lập tức vang lên hàng loạt tiếng ho khan. Lão già mặc lục bào suy yếu bước ra, không biết dùng phương pháp nào mà đi tới nơi này, đứng ở trước mặt Vương Lâm. Phía sau hắn là hai lục ma sứ giả đang theo sát bảo vệ hắn.
Nhìn Vương Lâm, khuôn mặt lão già vốn bị che khuất, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Tay phải giơ lên, từ trong áo vươn ra liền đặt lên thiên linh của Vương Lâm. Cánh tay phải này trông cực kỳ kinh khủng, trên đó mọc đầy lông mao màu lục, thoạt nhìn mà giật mình, không hề giống cánh tay người. Trong nháy mắt khi mà cánh tay hắn ấn về phía Vương Lâm, trong cơ thể Vương Lâm, tâm thần Vương Lâm vốn được Thiên Nghịch Châu vận chuyển bảo vệ, không ai phát giác ra bỗng nhiên có một tia dao động. Chẳng qua dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, người ngoài vẫn không thể phát hiện ra. Tông chủ Ma Đạo Tông còn chưa đi, giờ phút này không phải lúc phản kháng, cứ chờ một chút nữa. Dao động trong tâm thần Vương Lâm từ từ lặng lại. Hồi lâu sau, cánh tay đặt lên thiên linh của hắn giơ lên, sau đó một giọng nói khàn khàn từ miệng lão già chậm rãi truyền ra. Ngươi đi đi, sau khi Lục Ma đại nhân sống lại, chuyện đã hứa với ngươi nhất định sẽ không thiếu. Bên ngoài kiến trúc hình con bọ cạp, hai mắt tông chủ Ma Đạo Tông lộ ra ánh sáng kỳ dị, đứng dậy nhìn thoáng qua, hạt ma miếu một lần nữa, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt biến mất, rời khỏi nơi này. Cho tới khi mà tông chủ Ma Đạo Tông rời đi, trong không gian màu lục, ma hạt miếu, lão già mặc áo lục nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bộ tộc của lão phu đã đợi rất lâu rồi, đời đời lấy thân thể là phàm nhân, trở thành tế tử. Vô số ngàn năm qua rốt cuộc cũng đợi được tới lúc tìm được thân thể đến từ thiên ngoại giống như đại nhân. Chỉ có thân thể như vậy mới có thể khiến đại nhân có cơ hội mà sống lại. Chẳng qua khối lôi đình bản nguyên chân thân trong cơ thể người này cần phải xóa đi ký ức của tông chủ Ma Đạo Tông. Lão già này nhìn Vương Lâm thì thào tự nhủ, thanh âm vang vọng trong không gian màu lục này, lộ vẻ điên cuồng quỷ dị. Tâm thần Vương Lâm thì vẫn không có bất cứ một cử động khinh suất nào. Hắn cảm thấy nguy cơ lúc này đối với bản thân không phải là một đại kiếp sinh tử, mà là một cơ duyên cực lớn. Thân thể của lão già mặc lục bào này run rẩy. Bộ tộc của hắn đã đợi đợi chờ đợi ngày này, đã đợi hơn mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, tay phải giơ lên cắn đầu ngón tay, chỉ thấy một giọt máu màu lục bỗng nhiên bay ra, điểm thẳng về phía mi tâm của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mà giọt máu này rơi vào mi tâm của Vương Lâm, trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện gợn sóng màu lục. Sóng gợn này tràn ngập trong lôi đỉnh bản nguyên chân thân tại cơ thể Vương Lâm, khiến ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Lôi đỉnh bản nguyên chân thân này ở trong cơ thể Vương Lâm lúc này không còn chút ý chí của người khác nào, chỉ cần tâm thần Vương Lâm khẽ thay đổi là lập tức không tốn hơi sức có thể nắm giữ. Nhưng hắn đợi một cơ duyên lớn hơn, áp chế ham muốn kỳ vọng này xuống. Hồi lâu sau thì ánh mắt của lão già này lộ ra vẻ cơ trí. Những lời nói vừa rồi của lão vốn là nói cho Vương Lâm nghe đều là muốn dò xét đối phương. Có thể thấy, có thể lấy thân thể phàm nhân mà trở thành tế tự của Lục Ma Hạt Miếu, người như vậy tâm tư rất là cẩn mật. Dù tận mắt nhìn thấy Vương Lâm thì cũng chẳng tin tưởng, phải dò xét một phen. Hắn đầu tiên nói ra, sau đó lại xóa đi ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông lôi đỉnh bản nguyên chân thân, muốn dẫn dụ xem là thần trí và tâm thần Vương Lâm đã hoàn toàn tán đi hay chưa. Đợi hồi lâu, lôi đỉnh bản nguyên chân thân trong thân thể Vương Lâm vẫn không hề thay đổi, lão già này lúc này mới yên tâm. Hắn tuy nói không phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, nhưng mà lúc này vẫn thì thào tự nhủ như trước. Khối thân thể này rất không tồi, tiếp đây sẽ tiếp tục thụ Lục Ma đại nhân đoạt xá. Nói lên lời này xong, thân thể hắn chậm rãi lùi lại phía sau, cho tới khi rời khỏi nơi này 10 trượng, hắn đột nhiên cất giọng khàn khàn hét lớn: Lục Ma vệ, giết hắn. Khối thân thể này rất là không tồi, tiếp đây sẽ tiếp thụ Lục Ma đại nhân đoạt xá. Nói lên lời này xong, thân thể hắn chậm rãi lùi lại phía sau, cho tới khi mà rời khỏi nơi này 10 trượng rồi, hắn đột nhiên cất giọng khàn khàn hét lớn: Lục Ma vệ đâu, giết hắn. Tâm thần người này vẫn còn tồn tại, mở Lục Ma đại trận ra, quyết không để cho hắn chạy thoát. Trong tích tắc khi mà lão ta mở miệng ra, thân thể vội vã lùi về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm, lộ ra vẻ kỳ dị. Trong tích tắc khi mà lão ta giống lên đó, hai mắt của Lục Ma sứ giả đột nhiên lộ ra ánh sáng hung ác, thân thể nhoáng lên liền từ hai phương hướng bay thẳng tới Vương Lâm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Hai tay liền bắt quyết, tu vi không kiếp trung kỳ cường hãn tuôn ra thần thông, hóa thành hai con bọ cạp thật lớn, mang theo tiếng gầm thét dữ tợn, lao thẳng tới Vương Lâm. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì không phải là thử dò xét nữa, mà thật sự là muốn giết chết Vương Lâm.
Trong nháy mắt này, Vương Lâm dường như chỉ có một sự lựa chọn. Tâm thần tản ra, dung nhập vào lôi đỉnh bản nguyên chân thân trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất, mặc thi ngưu hồn khải vào, giết ba người rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Lời nói của lão già mặc lục bào này thì cực kỳ bất ngờ. Nếu đổi lại là người khác thì rất có khả năng sẽ làm vậy. Nhưng tâm thần Vương Lâm thầm máy động, chợt bình tĩnh lại, vẫn như nước giếng, không dao động, thân thể không hề nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không tin đối phương có thể phát hiện ra thiên nghịch, đây rõ ràng là so đấu mưu trí mà thôi. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc, thần thông của hai lục ma sứ giả đã tới sát Vương Lâm không tới 7 tấc, 6 tấc, 5 tấc, 1 tấc. Một cảm giác sinh tử mãnh liệt điên cuồng tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Dù với định lực quán thì lúc này cũng không khỏi nảy sinh dao động, nhưng hắn vẫn không động đậy. Ầm một tiếng, thần thông của hai lục ma sứ giả đánh thành lên thân hình của Vương Lâm. Trong tích tắc khi mà va chạm với thân thể hắn, bên ngoài thân thể hắn có một tầng sóng gợn lan ra, nhu hòa mà triệt tiêu thần thông của hai lục ma sứ giả, bắn ngược trở lại. Tầng sóng gợn màu lục này chính là do một giọt máu tươi vừa rồi của đối phương biến thành. Máu tươi kia chẳng những đánh tan ý chí của tông chủ Ma Đạo Tông, mà trên thực tế còn lưu lại trở thành mấu chốt để mà tế tự dò xét Vương Lâm. Cho tới giờ phút này, lão già mặc lục bào mới hoàn toàn yên tâm, cất tiếng cười ha ha. Chẳng qua mới cười được vài tiếng thì lại ho khan kịch liệt. Không có vấn đề gì rồi, thân thể này quả nhiên đã chẳng còn ý thức và tâm thần nữa. Chẳng qua tu vi lại quá yếu, vẫn cần bồi dưỡng một chút mới có thể thừa nhận lục ma đại nhân giáng trần được. Hắn có 8 đạo bản nguyên, không có thổ, mà bản nguyên của lục ma đại nhân lại là thổ đại địa, cần phải cho hắn mới được. 8 đạo bản nguyên này có thêm thổ bản nguyên nữa sẽ trở thành 9 đạo. Sau khi mà có 9 đạo bản nguyên, lúc đó thân thể này sẽ trở thành thân thể bản nguyên, hoàn toàn phù hợp cho lục ma đại nhân. Đến lúc đó lục ma đại nhân đoạt xá sống lại, bộ tộc của lão phu đã hoàn thành sứ mệnh, có thể quay trở về Trung Châu phục mệnh đời sau của tộc ta. Việc này rất lớn, ta còn phải đi chuẩn bị. Lão già nọ vừa ho khan vừa chậm rãi mà rời đi. Sau khi mà lão già mặc áo lục bào và hai lục ma sứ giả hậu vệ rời đi, thân thể Vương Lâm vẫn ngồi đó chẳng nhúc nhích. Từ từ trong không gian màu lục này trở nên yên tĩnh, chỉ có vô số ánh sáng màu lục lóe lên không ngừng. Trong mỗi một đạo ánh sáng nọ lại có một hư ảnh bọ cạp màu lục tràn ngập không gian này. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Lâm vẫn ngồi bình tĩnh như trước, không có chút sinh cơ hay di động nửa điểm. Trên thân thể hắn bị một lượng lớn ánh sáng màu lục bao phủ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy thân thể Vương Lâm giống như bị vô số bọ cạp màu lục bò quanh, chậm chậm nhúc nhích tràn ngập trên người của hắn. Trong 3 tháng này, nguyên thần Vương Lâm được Thiên Nghịch Châu bảo vệ vẫn lặng lặng chờ đợi. Hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên to lớn mà hắn mơ hồ cảm nhận được. Lão già mặc lục bào kia thì cực kỳ đa nghi. Theo Vương Lâm thấy, đối phương tuyệt đối sẽ không tin mình, sợ rằng sắp tới sẽ còn mấy lần dò xét nữa, cho tới khi mà hoàn toàn xác định mới an tâm đưa cơ duyên tới cho mình. Vương Lâm dự đoán không được tương lai mình sẽ còn bị dò xét thế nào, nhưng hắn đã có chuẩn bị nên tâm thần dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu cứ từ từ mà chờ đợi thôi. Dĩ bất biến ứng vạn biến, đây là ý niệm hiện nay của Vương Lâm. Hắn tùy ý để cho mấy con bọ cạp màu lục bay bao trùm cơ thể. Dù có một số con chui vào trong miệng, trong mũi, hai tai, nhưng cơ thể hắn vẫn không có chút biến hóa như trước. Thời gian chẳng mấy chốc lại trôi qua thêm 3 tháng. Rất nhanh thì Vương Lâm đã ở trong không gian màu lục này được hơn 1 năm. Với tu sĩ đạt được tu vi như hắn, thân thể đã ngàn năm không hư hỏng. Thời gian 1 năm này, thân thể Vương Lâm vẫn chẳng hề có chút biến hóa như trước. Chẳng qua đám bọ cạp màu lục bao trùm cơ thể này của hắn ngày càng nhiều. Trong không gian màu lục này, đám bọ cạp màu lục coi thân thể Vương Lâm trở thành một phần của nơi này, giống như một tòa bảo địa tràn ngập khí tức âm u. Giờ phút này sợ rằng bất luận kẻ nào khi mà nhìn thấy không gian màu lục này cũng đều phải kinh hãi. Vương Lâm đã không còn tồn tại nữa, nơi này chỉ có một đám đất hình người do bọ cạp màu lục tạo thành. Nguyên thần của Vương Lâm trong 1 năm này giống như là nước giếng khơi không dao động, ở bên trong Thiên Nghịch Châu không lộ ra một chút nào. Trong 1 năm này, lão già mặc áo màu lục giống như đã bỏ quên Vương Lâm. Khắp không gian yên tĩnh này, ngay cả thân ảnh bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp cũng không thấy. Tất cả mọi chuyện trong sự yên tĩnh này đều có vẻ quỷ dị. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Vào ngày đầu tiên của năm thứ 4, trong kiến trúc hình bọ cạp, trong không gian màu lục,
Nguyên thần của Vương Lâm cảm thấy đắn đo. Hắn đã ở nơi này đợi 4 năm rồi, nhưng trong 4 năm này lão già mặc áo lục bào căn bản không hề xuất hiện. Thân thể hắn dưới sự bao trùm của bọ cạp màu lục đã xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này là nguyên nhân khiến cho Vương Lâm đắn đo. Trong 108.000 lỗ chân lông quán có những điểm sáng như là những quả trứng màu lục tồn tại. Những điểm sáng này 2 năm trước đã xuất hiện, sau khi hấp thu máu huyết của Vương Lâm liền hóa thành một đám bọ cạp con. Đám bọ cạp con này hoàn toàn lấy thân thể Vương Lâm làm xào huyệt, dùng nơi này mà sinh trưởng. Liền hóa thành một đám bọ cạp con. Đám bọ cạp con này hoàn toàn lấy thân thể Vương Lâm làm xào huyệt, dùng nơi này để mà sinh trưởng. Sau khi sinh ra một lượng lớn thì đã khiến cho số lượng bọ cạp trong không gian màu lục này tăng lên gấp đôi, bao phủ lấy thân thể Vương Lâm, thậm chí ngay cả bốn phía mặt đất cũng dày đặc một tầng, nhìn thấy mà giật mình. Bọ cạp con khiến cho thân thể ngàn năm không hư hỏng của Vương Lâm chậm rãi có nếp nhăn. Thân thể hắn trở thành chất nuôi dưỡng cho chúng, dần dần héo rũ đi. Nếu cứ phát triển như thế này thì Vương Lâm có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân mình sẽ không cần hành động gì, nguyên thần không tản ra, điều khiển thân thể rời khỏi nơi này, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể rời đi được. Hắn cũng đã rõ ràng rằng lão già mặc áo lục bào này vì sao không xuất hiện nữa, cũng không tiến hành dò xét, bởi vì 5 tháng chính là thủ đoạn dò xét tốt nhất. Không có bất cứ một phương pháp nào có thể giúp người ta nhìn thấu mọi chuyện tốt hơn 5 tháng. Lão già nọ thì Vương Lâm đoán rằng đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị dùng 5 tháng để dò xét Vương Lâm cực kỳ tàn khốc. Nếu lần dò xét cuối cùng này hợp tâm hắn thì hắn mới có thể hoàn thành ý nguyện cuối cùng. Nếu lần dò xét này mà không phù hợp, vậy thì hậu quả thế nào Vương Lâm cũng chẳng biết. Nếu như không có những chuyện đang diễn ra trên thân thể, không có tình huống thân thể héo rũ xuất hiện, thì Vương Lâm có thể chờ đợi, dù 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Nếu hắn thật sự muốn chờ, với sự quyết đoán và kiên định của hắn, rất có khả năng sẽ cắn răng chờ tiếp. Nhưng mà lúc này đây thân thể héo rũ lại khiến cho Vương Lâm không thể không phân vân. Niềm tin kiên định của hắn không khỏi phát sinh dao động, bởi vì tất cả đều là hắn dự đoán, không có đầu mối chứng minh cơ duyên sẽ tới. Một khi hắn phán đoán sai lầm thì sợ rằng nếu không rời đi, thân thể sẽ hoàn toàn héo rũ, và lúc đó được sẽ không bằng mất. Nhưng nếu hắn phán đoán đúng mà lại rời đi thì đúng là bỏ qua một cơ duyên lớn. Đây là một lựa chọn khó khăn khiến Vương Lâm phải tranh đấu. Sự đấu tranh này diễn ra trong 5 tháng, cũng là năm thứ 5 mà Vương Lâm ở trong không gian màu lục. Cuối cùng thì tiêu tán. Vương Lâm quyết đoán bỏ qua tất cả ý niệm hỗn tạp trong đầu, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo niềm tin đối với phán đoán của mình, quyết định ở lại nơi này bình tĩnh chờ đợi. 10 năm, hắn ở trong không gian màu lục này đã 10 năm. Hắn không biết bên ngoài đã phát sinh những biến hóa gì, không biết Lục Ma Châu và Thiên Ngưu Châu giao chiến có kết quả ra sao, còn tiếp tục hay là kết thúc. Trong 10 năm này thì nguyên thần Vương Lâm không điều khiển thân thể, hoàn toàn ngưng tụ dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu đánh cực một phen. Niềm tin chống đỡ cho hắn thì chính là phán đoán và phân tích của hắn. Lão già mặc áo lục bào kia rõ ràng chỉ có thân hình phàm nhân, nhưng trên người hắn Vương Lâm lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Người có thể khiến cho tông chủ Đạo Ma Tông vô cùng khách khí, Vương Lâm tin tưởng rằng nếu mình coi thường vọng động sợ là sẽ gặp phải nguy cơ rất là lớn. Trong Lục Ma Hạt Miếu này còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà hắn không biết. Mà quan trọng nhất chính là bởi vì lão già mặc áo lục bào kia là phàm nhân, nên đối phương tuyệt đối sẽ không thể sống lâu lắm. Lúc này chính là lúc so bình sự kiên nhẫn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phán đoán của Vương Lâm là thật. Giờ phút này hắn không biết, trong kiến trúc hình bọ cạp khổng lồ này, bên trong đầu con bọ cạp, lão già mặc áo lục bào đang bình tĩnh ngồi khoanh chân, nhìn về phía trước. Ở phía trước lão có một mặt gương màu lục, bên trong hiện lên tất cả hình ảnh của Vương Lâm trong không gian màu lục kia. Thời gian 10 năm không chỉ có Vương Lâm chờ đợi, mà cả lão già áo màu lục này cũng đang chờ đợi. Thọ nguyên của lão có hạn. Dù có thể thông qua bí mật mà sống lâu hơn một chút, nhưng bộ tộc của lão mỗi một đời tế tự nhiều nhất cũng chỉ sống được 3.000 năm mà thôi. Hắn năm nay đã 2.800 tuổi, thời điểm tử vong đã tới rất gần. Thời gian chính là phương pháp tốt nhất có thể thấy được chân tướng. Cho dù ta làm vậy có hơi thừa, nhưng vì sự an toàn của Lục Ma đại nhân phải làm như thế. Ta muốn xem người này rốt cuộc là đánh mất tâm thần thật hay giả vờ. Hắn thì không thiếu kiên nhẫn, bên trong kiến trúc hình bọ cạp này ở hơn 2.000 năm. Thời gian lưu chuyển đã trở thành thói quen của lão, tính toán 5 tháng trở thành bản năng của lão. 3 năm, 5 năm, 4 năm, lại mười mấy năm nữa. Hắn và Vương Lâm cùng chờ đợi,
lại tiếp tục trôi qua một lần nữa. Đây là một lần so đấu cực kỳ tàn khốc, vượt hẳn tu sĩ tầm thường chém giết, bởi vì lần này họ đấu chính là Tuế Nguyệt. Giao đấu bằng Tuế Nguyệt vô thanh vô tức, không có chút khói lửa, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiên định và hung hiểm lớn lao. Bộ tộc của lão già mặc lục bào kia đã chuẩn bị vô số ngàn năm, hắn nếu thua sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Vô Lâm nếu thua thì cũng sẽ không gượng dậy nổi, thân thể hắn lúc này ngay cả xương cốt cũng đã bắt đầu yếu ớt. Thân thể này nếu không phải có thân hình của đạo cổ thì sau mấy năm nữa sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Trong không gian màu lục này hầu hết đã bị bọ cạp màu lục bao trùm, chúng tỏa ra ánh sáng màu lục không ngừng nhúc nhích. Thời gian 20 năm, tâm thần Phương Lâm bất động, đắm chìm trong ý niệm của mình. Đây là một lần đánh cuộc hiếm thấy trong cuộc đời hắn. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Câu nói này đã chống đỡ tâm thần Vương Lâm hơn 20 năm. Năm tháng có đôi khi lại cực kỳ dai dẳng và buồn chán, nhưng có lúc lại như gió thu rụng xuống. Từ bầu trời rơi xuống mặt đất, nhìn như bốn mùa biến hóa thật, nhưng thật ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi. Trong nháy mắt khi đã qua 20 năm, Vương Lâm ngồi tại chỗ này 40 năm, bỏ qua thân thể. Nguyên thần cũng giống như đã chết rồi vậy. Thân thể của hắn dù có thân hình đạo cổ thì trong 40 năm này cũng đã xuất hiện dấu hiệu hoàn toàn tử vong. Lão già áo lục bào này vẫn còn chờ như trước. Hắn trừ cuộc sống bình thường ra thì hầu như đều nhìn vào gương trầm mặc chờ đợi. Thời gian 40 năm không hay biết lại trôi qua nữa. Vậy là Vương Lâm đã ở đây được 80 năm. Vào một ngày nọ trong năm thứ 80, hai mắt lão già mặc lục bào ẩn trong y phục lộ ra vẻ chần chừ. Hắn không tin là lại có người có thể khi mà thần trí thanh tỉnh mà nhẫn nại chờ đợi 80 năm như vậy được. Mà quan trọng nhất là thọ nguyên quán cũng không còn nhiều. Lúc này trước mặt hắn cũng như là Vương Lâm năm đó, lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay không.